của em đi. Giống nhau. Bóng dáng anh đẹp xinh cho lòng em luôn chuyện đắm. Với áo dài dị toàn em thức đi lòng anh chính sao. Này người ơi xin bước cho em lòng quang xin. Em đi trên con mong ngóng đôi bờ đường đê. Em trên những ngón lá chân rụng ghè. Quá nhiệt cầu tre. Xin giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm ba cô gái. Thì mọi người đã biết rồi, thì đây là người em muốn có màu qua mắt xin một con cũng bị cùng sản phẩm đó là keo dính chuột. Cái dính chuột không đông đậy, không nhiễm môi trường. Đặc biệt cái dính chuột còn có tác dụng để cho nó gây hương hát như ruồi, mũi, kiến và heo. Trời cái gì vậy? Cái gì heo đây má? Quên. Ý là bánh trung thu đậu xanh con heo. Ý là em đặt rồi mà chưa tặng cho em. Nhân gì? Nhân đậu xanh. Nhân dễ thương quá à. Đẹp gái. Nhiều ký. Ê lợi. Nhiều tọ 16. Nó cười khóc. 16 thôi. 16. À 16. Mở mắt ra em. Dễ thương em tên gì? Dạ con Đan. Con Lan. Tên gì? Tên Đăng. À bé tên Đăng. Đan. Đăng. Đan. Đan là bà Đan Đan á, tôi giả vậy mà. Bây giờ gái hồi đăng cái gì? Tinh Đăng. Ừ quên. Tinh Nhi. Ờ. Tinh Nhi. Gái Tinh Nhi nha mọi người nha. Tôi trai Tinh Đăng nha, còn gái Tinh Nhi. Trời ơi, mà bà nói ra luôn rồi đó. Ủa vậy hả? Bà nói tên trai ta luôn rồi đó. Tên cúng cơm rồi mà nói luôn. Có giấu không hay là công khai? Dạ. Dễ thương. Công khai. Ủa cưng quốc thời trang được không? Không, vậy chưa tập. À. Dạ, bây giờ có muốn cô đưa cho em thì phạm chỉ cho vài bước không? Bộ đôi guốc kìa. Mà không biết guốc mà bay đôi guốc vậy đó. Chị mang dừa không vậy? Dừa. Số mấy? Em mang số mấy? 43. Ở giống chị luôn. Trời ơi, tụi em gái chứ tụi em mang guốc số 43 nha quý vị nha. Thường thường bánh bèo là người ta mang size 36, 37, 38. Nhiều khi cái chân bự quá là 39. BD mang 43, 44. Đó, bàn chân em dẫm nát bao tàn. Đó, bàn chân em đạp 8 con chuột chết. Trời ơi, bàn chân nhưng mà bự dữ vậy chờ. Nó chứ dễ thương. Tên Nhi nè, nhà ở đâu Lượng Nhi? Dạ, quê em, quê con Tiền Giang, còn hiện tại con đang quận 1. Quê em được rồi, quê con cái gì bà? Nhiêu tuổi, hai mấy? Dạ, 16. 16 tuổi. Mà 16 đây mọi người, 16 tuổi và 39 tuổi. Cái vậy? Trời ơi. Cắt giùm. 16, 17, hai đứa em là hai đứa đôi bạn thân đi. Ôi mau ơi. 15, 16, 17, 51. Miệng mà quá trời. Miệng mà quá trời. Nói chứ rất là cảm ơn Nhi, sao tự ngang càng nói càng lùi vậy? Xích lên đây nè, em đâu có ma đâu mà em sợ. Mình ờ, mình cái gì? Quý vị đến với chương trình Cơm Ao, chương trình Bước Ra Ánh Sáng. Lời đầu tiên xin cho Thu Phương và Minh Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay chương trình Cơm Ao đến với bé Đăng, tên thiệt là Nhi. Đến với là khách mời của chương trình là bé Nhi. Bé Nhi năm nay 16 tuổi và bé Nhi đến từ Tiền Giang. Rồi bây giờ thì em có thể giới thiệu sơ nét về mình. Khi nào mà em đã phát hiện ra là mình là một người con trai nhưng mà không giống những người con trai khác? Đúng rồi. Dạ 4 tuổi. À 4 tuổi. 4 tuổi sớm. Em 4 tuổi là em đã... Chứ hồi đó chị 14 tuổi chị mới biết chuyện vậy đó. Rồi cho đây là câu hỏi ngoài lề của một bạn khán giả ở tỉnh Tiền Giang cũng hỏi em luôn là hồi xưa đầy tháng thôi nôi em bóc trúng cái gì? Đôi guốc. Này không biết. À không biết thì một chút nữa bé sẽ sờ thình và coi lại. Rồi gáp của em tới luôn rồi. Đó thì bây giờ Nhi gửi lời chào và cảm ơn tới tất cả mọi người nha. Rồi bé coi không biết nói. Bé coi YouTube thôi ngại nha. Bé nó ngại gì ơi, bé nó mới bóng mà nó ngại. Mới 16 tuổi mà BD nè, thấy chưa mọi người. Đó ôi, số tuổi là thua xa mọi người nhưng mà số ký. Mấy má ở lợ đi. Ở lợ đi, cảm phiền ở lợ với con bé này đi. 16 tuổi đó mà hỏi nó nhiêu ký? 160 ký. Ở đâu mà? Ủa phải không? Nói quá gì trời, tới 160 có. À 150 lần. Tấn cử. Má nó kỳ ghê trời. Nói chứ cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đặc biệt là cảm ơn bé Nhi với lại cảm ơn tất cả bạn của bé Nhi. Trời cho chị bắt tay một cái nha. Bye bye bé yêu, hẹn một ngày gần nhất nha. Chúc em chơi BD thành công. Cái dễ thương ghê. Chơi lâu dài. Đó, đi hết cái đất nước Sài Gòn, lội hết cái đất nước Việt Nam. Ở đâu ra những bà bóng mà dễ thương như thế này. Ở Lan Quế Phường. Tầm này là tầm đỉnh cao rồi ạ. Đây mới là thiên đường, thiên đường. Trời ơi, có chủ thiên đường mà gặn 8 tiếng đồng hồ. Nếu chứ lời nói đầu tiên xin cho... Ở đây tiên hoài. Lời nói cuối cùng xin cho Thu Phương sao và... Sao nói chứ hay là mọi người nữa đó, câu đó đó. Ghét ghê. Ý là em đuối rồi. Đuối. Bây giờ rồi. Không làm mất thời gian của vị nữa thì xin cho... Mitra. Tăng tăng tăng.
Bây giờ, là 12 giờ. Đài truyền hình phát thanh thông báo Lan Quế Phường xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem đài truyền hình. Một lần nữa, xin trọng kính ào, Đài tiếng nói nhân dân Việt Nam chứ không phải đài tiếng nói nhân dân tệ. Rồi và bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Thì những anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác mình ở gần cũng như ở xa, những anh chị em, bạn bè nào mình chưa like và subscribe đăng ký thì mình hãy nhanh tay nhanh chân nhấn chuông đăng ký kênh của anh Toàn Vlog, kênh của anh Đêm Trăng Sáng, kênh của Thu Phương Cả Diền Chiên, kênh của Loto LGBT và kênh của Sức Sống Mới. Thì những anh chị em, bạn bè nào mình like và đăng ký subscribe thì những kênh mà những anh chị em, bạn bè, những cái clip nào mà mới mẻ thì em sẽ đăng, là mấy anh chị mình đăng ký á, là người coi đầu tiên. Thì bây giờ thì chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Rồi, 222, hello mọi người. Lời đó đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Thu Phương và Minh Tuyết rửa lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần, thì thứ sáu cuối tuần là cái gì nè? Máu chảy về tim. Thì những anh chị em, bạn bè mình không đi đâu chơi thì mình mọi người hãy rủ á, anh chị em, bạn bè, gia cô đình, dì, chú bác, gia đình, bên đàn trai, đàn gái, bên cô dâu, chú rể, bên nội, bên ngoại. Đó, mọi người hãy ra 258 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10. Bây giờ là hai chị em, hai anh em, Minh Phúc và Tấn Phát sẽ đi giao lưu cùng mọi người để mà chụp hình với lại cà khịa nha. Vậy mọi bây người giờ nha. Mình đi bên này trước, đi bên này. Mình BD là đứng trái, ở giữa, nam tả nữ hữu. Nam tả nữ hữu là bên là con gái, con gái là ơi. Ủa sai. Không có tách ra được. Không có được. Nam tả nữ hữu, con gái bên đây, con trai bên đây. BD chính giữa. Đi đi ra đường luôn hả? Chính giữa đây. Ai chính giữa? Ai chính giữa luôn. Chính giữa mình đi nha. Và bây giờ Lan Quế Phường. Lan Quế Phường các bạn lại hỏi xong lại thì ẩm hỏi lại không gì bị hỏi gì ta hỏi xong lại thì có lại tụ tiểu phở thì má hả. Cảm ơn mọi người, rất mong là mọi người đến với quán Lan Quế Phường. Lan Quế Phường quậy xin. Cái từ giống một câm tớ xuyên chứ bị đi dạy âm chậu thì bị dẫu dưới chậu với bi bi chậu gì là hoàn chậu. Những anh chị em bạn bè nào mình có muốn muốn bia thường ở hay là bia sai rồi mà. Hô. Trời anh khách dễ thương quá. Cảm ơn chú nha, cảm ơn chị. Cảm ơn cả nhà yêu thương. Chị nghe ok chụp hình giờ Tiết ơi chụp hình. Chị nghe nè em. Rồi chụp hình đi nè, hai ba cười đi Tiết. Chụp hình kìa. Vui quá. 1 2 3 cười nè. 1 2 3. Một trăm lẻ năm tấm luôn. Rồi chú xin 50 đi mấy. Ok, cảm ơn nhiều. Cái gì vậy? Không có đâu. Bà móc tiền thiệt kìa bà nội. Đừng có móc đâu. Nhưng mà đừng có xin tiền, tao tự tự. Đừng có xin đâu. Bà, trời anh. Ê con của. Này là con của mình. Anh này con của em, con của chị kìa. Ủa phải không? Ông xã của chị ổng đó. Mình trả con cho em để cho nó bú. Ê, má này chưa có gì sớm vậy? Cho con bú. Cô Cưng ơi. Trời ơi, vô đây luôn. Tối nay con. Baby ơi, tối nay con ngủ với mẹ nha, cô Phương ngủ với ba nha. Được không con? Trời dễ thương quá, xinh đôi hả chị? Ủa dễ thương quá à. Phương với ba ngủ thì mình nằm trên giường hay là nằm dưới? Không, nằm dưới chiếu á. Chứ sao vậy? Chứ vừa lòng chị bự vậy sao có giường nằm má. Quá trời rồi, được không à, anh? Hợp giường. Chớ tời đổ ly nước luôn rồi. Còn uống không em đem ly mới cho Chưa uống. Chưa uống luôn. Chết rồi. Này uống ly gì vậy chị? Này thôi được. Thôi uống gì, để em order lại uống ly gì vậy nãy? Kiwi. Kiwi hả, để em kêu cho. Kiwi ngô mai trang đó. Em ơi, em lấy một ly kiwi đi bé ơi. Một ly kiwi. Mẹ mẹ chút tính tiền ly kiwi giùm con nha mẹ. Đi đi đi. Xin lỗi nha chị yêu, để em đem đi khác cho chị. Hỏi đi. Đi cái gì làm gơ mẹ. Đây. Đâu trai đẹp đâu. Ôi trời trời. Chồng chị nè. Lò banh. Lọt lầu. Ngò trong phi phố xếp gì. Ngò chân xoài. Nước mía kìa. Nước mía. Nước mía kìa. Hồi nãy em gớt cái đồng tiền cắt ở đây nè chị. Đường tăng nè. Chết rồi. Trưởng lão. Trưởng lão. Trưởng lão. Chị qua bên kia đi. Chia ra làm má này. Chụp hình phải không chị? Chụp thoải mái đi chị. Chụp với chai gì chụp nhiều tấm lên. Chụp đi. Chụp qua chứ chụp gì sao được. Chụp thoải mái đi.
Ồ, quá đẹp, quá đẹp. Ê, mình rửa ao luôn cho nó uống đi. Dùng nhiều lắm. Dớ. Chụp lại đi, lo rồi. Chuyện là chỗ tôi mới nập hình hình luôn rồi má ơi. Rung rung, tôi gần gái tôi rung. Không, gần ga rung hả? Chỗ anh gần ga anh rung kìa. Anh biết rồi. Đầu gõ. Cái đầu gõ anh lỏng quá nè. Cái đầu gõ anh lỏng quá vậy. Anh đáp anh. Không có, hôm qua anh mới ra. Hôm qua anh có ra không? Anh chị nha, xe chẳng là chết rồi, ngay sai em luôn á mọi người ơi. Ôi ôi ôi, tới tức thì bò lem quá. Chút anh có kêu Đào kêu em nha anh. Nó nghe nè, bà đúng không, bà của ổng đúng không? Không phải đâu. Bạn gái anh đâu? Có chưa? Không có bạn gái. Trời ơi, nãy giờ đợi lâu lắm rồi. Có bạn gái gì anh làm bạn trai của em nha. Đâu có. Anh ơi, nhảy lòng ngồi luôn. Không có, kỳ lắm chị ơi, tự nhiên con gái mà ai mà vậy. Thật sự em hồi xưa giờ em không bao giờ làm vậy. Rồi chị hiểu ý em mà chị sẽ hiểu. Em không bao giờ làm. Chị Tí ơi. Trời ơi, chị Tí ơi. Chị Tí ơi. Chết rồi, cái mặt dính son kìa. Trời ơi chết rồi, cái gì vậy? Bé. À ok, thank you anh. Ủa điện thoại đâu rồi? Trời ơi, bả nhét bả giấu đây nè. Con của anh á, bữa nhớ cúp điện không, anh nhấn nhấn cái đầu em vô đó. Giờ cái bụng em bự rồi nè, siêu âm hai đứa, bác sĩ nó là con chó với con mèo. Trời ơi, đẻ mà hoại cương chết luôn anh nha. Dễ thương quá, ngay sai của em luôn. Bây giờ anh chứ bạn gái anh có chịu em gái em không? Hôm nay mới qua đây là hỏi học luôn. Thôi bây giờ anh chưa có bạn gái đúng không? Idol, idol. Idol em hả? Rồi tối về em giặt đồ cho anh luôn. Vui vẻ không? Đúng không? Giặt xong rồi hai chị em, anh em mình chơi đồ. Ý là gì, hai anh em? Hai vợ chồng mình đi mua đồ. Chụp lén kìa. Mua đồ, ai? Anh chụp lén tôi. Có gì đâu, bình thường. Tôi không nói đem tạo dáng trên trời. Trời ơi, bà BD từ nhỏ xin lỗi nha. Nói chứ, BD từ nhỏ xin lỗi. Nè bây giờ phỏng vấn anh nè. Phỏng vấn. Sau đây là chương trình Come Out. Chưa lùi ra chương trình vô. Bước ra ánh sáng. Rồi và sau đây xin tự giới thiệu về mình. Cho em hỏi là anh tên gì ạ? À? Dạ anh tên Đức nha. Đức anh tên anh Đức. Tên gì? Cái gì? Tên Đức mà Đức. Tên gì anh? Đức. Trời ơi má này người ta tên Đức má ơi. Bà tự nói với bọn. Ủa xin lỗi mọi người. Tôi nghe tên Đức rõ ràng. Rồi anh trai tên Đức nha. Năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? 27 tuổi. Năm nay anh Đức 27 tuổi và cuộc đời của anh Đức chưa có mối tình nào dắt dai hết. Hiện tại đang sống cô đơn một mình. Thì bây giờ anh Đức có bằng lòng làm vợ của em không? Ủa gì vậy? Ê. Cái gì? Trời ơi ta đẹp trai chứ làm vợ. What?